TikTok Shop đang oanh tạc thị trường Đông Nam Á như thế nào? Chỉ trong vòng 2 năm ra mắt, TikTok Shop đã tạo ra một làn sóng mua sắm mạnh mẽ trên nền tảng của mình. Tại thị trường Đông Nam Á, TikTok Shop vượt mặt Lazada, chiếm thị phần lớn thứ hai chỉ đứng sau Shopee. Điều này cho thấy cuộc chiến thương mại điện tử đang bước lên một tầm cao mới, khi các sàn thương mại điện tử truyền thống phải đối đầu với một thế lực hoàn toàn lạ lẫm, mạng xã hội thương mại điện tử. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thành công chớp nhoáng. TikTok Shop đang trở thành một trong những kênh thương mại điện tử hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, doanh số của TikTok Shop tại Đông Nam Á đã tăng gấp 7 lần trong vòng 1 năm. Sự tăng trưởng nhanh chóng này được thúc đẩy bởi sự quan tâm đặc biệt lớn của giới trẻ Đông Nam Á, những người rất thạo công nghệ và thích thú với các tính năng mua sắm kết hợp giải trí độc đáo của TikTok. Theo tờ Financial Times, sự tăng trưởng nhanh chóng của TikTok Shop thuộc sở hữu của ByteDance, một công ty công nghệ lớn của Trung Quốc, đang có tiềm năng thay đổi hoàn toàn cục diện thương mại điện tử tại khu vực Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á với 670 triệu dân hiện đang được thống trị bởi các ông lớn như Shopee của Singapore, Lazada của Alibaba, Tokopedia của Indonesia. Nhưng sự xuất hiện của TikTok Shop với lợi thế về nội dung giải trí và cộng đồng người dùng trẻ có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn thị trường. Reggie Octaviana, 29 tuổi, chủ một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất túi xách thủ công tại Mojokerto, một thành phố thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia. Đối với cô, tính năng mua sắm TikTok Shop trên nền tảng TikTok đã trở thành yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Công ty của Octaviana có khoảng 65 nhân viên, phần lớn là phụ nữ chuyên sản xuất các sản phẩm túi xách và ví da thủ công. Mỗi chiếc túi được làm thủ công tỉ mỉ trong hơn 10 ngày. Công ty cung cấp khoảng 300 mẫu túi và ví với giá dao động từ 30.000 đến 60.000 rupia, tương đương 2-4 đô la. Để bán hàng, Octaviana và nhân viên sử dụng tài khoản TikTok của công ty, hoạt động trong khoảng 18 tiếng mỗi ngày. Họ làm việc theo ca mỗi ngày 3 tiếng để quảng bá và bán sản phẩm trực tiếp thông qua TikTok Shop. Nhờ vậy, các sản phẩm đã thu hút được lượng lớn người theo dõi trẻ tuổi trên TikTok, hiện tại là 3,7 triệu người. Trong vòng hơn 1 năm, doanh số bán hàng mỗi tháng của công ty đã tăng gấp 4 lần, đôi khi đạt 5.000 đơn hàng mỗi ngày. Octaviana cho biết, TikTok Shop chiếm tới 90% tổng doanh thu của công ty. Cô chia sẻ với Nikkei Asia, nền tảng này đã trở nên vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không thể duy trì doanh nghiệp nếu không có TikTok Shop. Với những nhà sản xuất nhỏ như Octaviana, TikTok Shop đang mở ra cơ hội để tiếp cận với khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng một cách đáng kể. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của TikTok Shop tại thị trường Indonesia cũng như khu vực Đông Nam Á. Thế hệ trẻ dẫn dắt thị trường mua sắm online. Kể từ khi ra mắt vào năm 2021, TikTok Shop đã tạo ra một cơn sốt không chỉ tại Indonesia mà còn lan rộng ra các nước Đông Nam Á khác như Malaysia, Việt Nam, Singapore và Philippines. Theo chia sẻ của Octaviana, TikTok Shop hiện thu một mức hoa hồng là 8,3% trên mỗi đơn hàng thành công, cao hơn mức phổ biến ở một số thị trường khác. Tuy nhiên, cô cho rằng mức phí này là hợp lý bởi TikTok thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và cung cấp sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ quản lý tài khoản. Họ đưa ra lời khuyên về cách tạo nội dung video và thiết kế các chương trình khuyến mại hiệu quả để thu hút khách hàng. Sự phát triển nhanh chóng của TikTok Shop đã phản ánh sự thay đổi thế hệ trong thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, khi thị trường này đang được dẫn dắt bởi nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi. Họ tìm kiếm sự tương tác cá nhân và mối liên hệ chân thực với các nhà bán lẻ. Theo khảo sát của Nikkei Asia, nhiều người dùng Đông Nam Á cho biết họ cảm thấy nghiện TikTok bởi tính năng xem nhanh các video quảng cáo sản phẩm, giúp họ dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng. Thống kê từ We Are Social của Anh cho thấy người dùng Đông Nam Á dành trung bình 3 tiếng mỗi ngày trên mạng xã hội, cao hơn 2 tiếng so với Mỹ và Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao TikTok lại phát triển mạnh mẽ ở thị trường này. Dijana Mukhadi, 36 tuổi, là một nhân viên bảo hiểm ở Kuala Lumpur, Malaysia, cho biết cô dành hàng giờ mỗi ngày để lướt TikTok và chi khoảng 300 ringgit, tương đương 66 đô la mỗi tháng, để mua các sản phẩm gia dụng, mỹ phẩm và chăm sóc da trên ứng dụng này. Cô chia sẻ, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, vẫn có thể dễ dàng mua được những sản phẩm mình cần trên TikTok. TikTok Shop đã nổi lên như một điểm sáng tại thị trường Đông Nam Á nhờ tăng mạnh khối lượng hàng hóa bán được thông qua nền tảng này. Cụ thể, tổng giá trị hàng hóa bán ra đã tăng từ 600 triệu đô trong năm 2021 lên 4,4 tỷ đô năm 2022, theo số liệu từ một công ty tư vấn có trụ sở tại Singapore.
Con số này cho thấy TikTok Shop đã thu hút hàng triệu người bán hàng tham gia vào nền tảng của mình. Vào tháng 7 2022, TikTok tiết lộ rằng trong tổng số 325 triệu người dùng hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á, 1/4 số người đó đã thực hiện mua sắm qua TikTok Shop. Ông Shant Oknayan, giám đốc kinh doanh khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông của TikTok, nhấn mạnh rằng TikTok đã kết hợp nội dung giải trí và mua sắm một cách độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với các nền tảng thương mại điện tử khác. Mục tiêu toàn cầu hóa. Với mục tiêu toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình, TikTok đặt kế hoạch nâng doanh thu lên 20 tỷ đô trong năm 2023. Tại thị trường nước Mỹ, vốn nổi tiếng với vai trò là nền tảng chia sẻ video viral, TikTok hiện đang nỗ lực trở thành điểm mua sắm trực tuyến phổ biến. Họ muốn thách thức vị thế của Amazon dựa trên lượng người dùng khổng lồ 150 triệu người. Trong khi đó, Amazon vẫn liên tục đổi mới để củng cố vị thế hàng đầu của mình. Công ty đang tích hợp thêm yếu tố xã hội vào dịch vụ nhằm thu hút người trẻ. Đồng thời, Amazon cũng phát triển mạng lưới các nhân vật có sức ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm trên website và mạng xã hội. Hai ông lớn đang cạnh tranh quyết liệt để dẫn đầu thị trường này. Các nhà phân tích dự đoán là thị trường thương mại điện tử mạng xã hội sẽ đạt 100 tỷ đô vào năm 2025, tăng từ 67 tỷ đô của năm 2023. Trước khi vào Mỹ, TikTok Shop đã ra mắt tại Anh vào năm 2021. Nhà sáng tạo nội dung Chris Humphrey cho biết cô được trả tiền để sản xuất 15 video một ngày rồi đánh giá 5 sao một số sản phẩm. Mục tiêu là xây dựng uy tín tại Anh và tối đa hóa doanh số bán hàng. Theo ông Georges Kazioukenas, giám đốc điều hành của Marketplace Pulse, tính năng mới của TikTok Shop có nhiều điểm tương đồng với ứng dụng của Amazon trong việc hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu và vận chuyển hàng, mà không cần thay đổi cách thức hoạt động hay giao diện. Ông cho biết, những ứng dụng này giúp quản lý kinh doanh dễ dàng hơn, điều rất quan trọng với những người bán hàng trên nhiều kênh. Ông Kazioukenas cũng nhấn mạnh rằng, việc tập trung vào các đối tác bên thứ ba sẽ giúp TikTok Shop thu hút nhiều người bán hàng tiềm năng. Cuộc đua ngày càng khốc liệt. Mặc dù vẫn chưa vượt qua được các ứng dụng thương mại điện tử khác tại Đông Nam Á, chẳng hạn như Shopee của Singapore chiếm gần một nửa giá trị hàng hóa GMV khu vực trong năm 2021, nhưng TikTok đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với các đối thủ nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Ông Ranjan Sharma, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu cổ phiếu công nghệ, truyền thông và viễn thông Đông Nam Á của JP Morgan, cho biết các doanh nghiệp thương mại điện tử trong khu vực đang trải qua một năm điều chỉnh. Các doanh nghiệp truyền thống buộc phải cắt giảm các chương trình ưu đãi dành cho người tiêu dùng và người bán, dẫn đến họ rời bỏ các sàn giao dịch. Shopee và Tokopedia của tập đoàn GoTo cũng chịu ảnh hưởng do tăng trưởng chậm lại. Họ đã thực hiện nhiều đợt sa thải và cắt giảm chi phí để cải thiện lợi nhuận. Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cũng đang tăng lên với việc Alibaba gần đây đã đầu tư 845 triệu đô vào Lazada. Tại Indonesia, thương hiệu mỹ phẩm địa phương Rose All Day Cosmetics cho biết doanh số bán hàng qua TikTok Shop hiện đã ngang bằng với doanh số trên Shopee, kênh bán hàng trực tuyến hàng đầu của họ. Bà Tiffany Daniel, đồng sáng lập của thương hiệu, nói rằng họ thấy lợi nhuận đầu tư cao hơn khi kinh doanh trên TikTok so với các sàn thương mại điện tử khác. Tại Việt Nam, TikTok Shop đã vượt qua Lazada, trở thành sàn thương mại điện tử có thị phần lớn thứ hai trong quý 2 2023, chiếm 20% thị phần, theo số liệu từ công ty phân tích thị trường Metric. Ước tính doanh thu của TikTok tại Việt Nam đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, khoảng 689,4 triệu đô trong nửa đầu năm 2023, vượt qua cả Tiki và Sen Đỏ. Ông Sharma từ JP Morgan dự đoán rằng trong tương lai, các nền tảng thương mại điện tử không đủ nguồn lực về vốn sẽ phải hợp nhất. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, phần lớn các giao dịch trên TikTok thường liên quan đến các đơn hàng nhỏ, đặc biệt là từ người dùng trẻ tuổi. Ông Roshan Raj từ công ty tư vấn Redseer nhấn mạnh rằng TikTok thành công trong việc bán các mặt hàng thời trang và làm đẹp, nhưng cần mở rộng sang các ngành hàng khác như là điện tử. TikTok khác biệt các sàn khác do mua sắm trên đó phụ thuộc vào cảm hứng từ video, thay vì tìm kiếm sản phẩm cụ thể, khiến cho việc tìm kiếm sản phẩm gặp khó khăn hơn. Chưa hết, những đơn hàng nhỏ cũng tạo ra những rắc rối với chính phủ các nước do vấn đề về thuế. Cụ thể thì Indonesia đã công bố kế hoạch hạn chế bán hàng nước ngoài trên các nền tảng số để bảo vệ doanh nghiệp ở trong nước. Do đó, vào tháng 11/2022, TikTok đã quyết định mua lại phần lớn cổ phần của Tokopedia sang thương mại điện tử hàng đầu Indonesia với giá là 840 triệu đô la Mỹ. Đổi lại, Tokopedia sẽ mua lại TikTok Shop tại Indonesia với giá 340 triệu đô la. Động thái này phản ánh sức ép từ chính phủ Indonesia sau khi họ cấm kinh doanh trực tuyến trên mạng xã hội nhằm bảo vệ doanh nghiệp nhỏ và dữ liệu người dùng.
Có những lo ngại về việc liệu TikTok Shop có thể tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi hấp dẫn cho người bán và người mua hay không. Gần đây, người bán và người mua đã bắt đầu nhận thấy có ít chương trình khuyến mãi trên nền tảng này hơn. Một chủ doanh nghiệp may mặc ở Singapore đã chia sẻ với Nikkei Asia rằng họ sẽ không chỉ dựa vào TikTok mà sẽ tìm kiếm thêm các nền tảng khác để kinh doanh. Người này đã tham gia bán hàng trên TikTok Shop từ năm 2021 khi nền tảng này mới ra mắt với chính sách miễn phí hoa hồng cho người bán. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và thử nghiệm các nền tảng tốt nhất, luôn có những lựa chọn thay thế, người này chia sẻ. Những lo ngại trên cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực thương mại điện tử. Để duy trì vị thế, TikTok Shop cần tiếp tục cải tiến nền tảng và đưa ra các chính sách hấp dẫn cho cả người mua và người bán. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!